ngang cái em cao bao nhiêu em? Em hồi nãy em có nghe rồi, bên kia là 1m7 phải không? Vậy em cao nhiêu? Em hơn được chút. Chút là nhiêu? 1m7 nó. Em tự giới thiệu về mình. Dạ, em là Đặng Lan Chi, năm nay em 26 tuổi. Chi cao quá vậy, cao bao nhiêu em? Dạ, em cao 1m7 chị. Vậy hả? Dạ. Người mẫu à. Bây giờ chị đang làm gì? Là nhân viên công ty Bia Sài Gòn. Rồi, mời bạn Nam đi anh Linh ơi. Rồi, chúng ta sẽ gặp gỡ bạn Nam, xin mời. Dạ. Ủa sao mà mua đen hay sao mà láng dữ vậy? Ủa rồi hồi đó giờ để vậy đó hả? Dạ. Tự cạo hay là nó không mọc? Dạ tự xử. Mà anh tên là gì? Dạ em tên Vũ. Nay bao nhiêu tuổi? Em 28, 29 rồi. Trời ơi. Mà đang làm nghề gì? Em là vẽ storyboard cho quảng cáo. À vậy à? Dạ. Tức là bạn làm trong nghệ thuật. Vẽ storyboard quảng cáo rất là khó nha. Mỗi lần bỏ khách hàng có vẽ, khách hàng có đồng ý không là do bạn đó nha. Dạ. Em ơi cho chị hỏi câu tắt ngang cái em cao bao nhiêu em? Em hồi nãy em có nghe rồi, bên kia là 1m7 phải không? Bây giờ em cao bao nhiêu? Em hơn được chút. Chút là nhiêu? 1m7 không nó. Cố gắng. Ờ Chi nè, hồi xưa giờ em có ý định làm người mẫu không? Dạ. Chị cao này đủ chuẩn rồi. Trước mẹ có cho em đi thi nhưng mà rớt chị. Dạ hả? Cái hồi không dám nữa. Mà trước giờ em có nhiều bạn trai chưa? Dạ chưa. Em có được 2 mối tình chị. 2 mối tình mấy người dạ kia chưa. Có cao không? Dạ chưa mà em có 2 mối tình. Hả? Mấy người kia có cao không em? Dạ cũng bằng bằng em chị. Vậy hả? Tại em đi chơi em mang dép dẹp không chị. À nhưng mà em nghĩ tại sao mà em bị ế? Không phải ế mà ta chưa tìm được người yêu thôi em hỏi sao sắp hàng quá. Chiều cao mình làm hạn chế cái đối tượng của mình không? Thì em cũng nghĩ vậy chị. Dạ. Nhiều khi mấy anh đẹp được cái mảnh lùn hơn mình. Đúng rồi. Em có ngại không? Nếu bạn trai em lụn em chịu không? Thôi mỏi cổ một xíu chị. Cổ chị thấy ngước lên mỏi hơn cúi xuống chứ. Cúi xuống. Phụ nữ mà cao ráo hay là đàn ông nhục đó mà. Chưa chắc hả? Chưa chắc. Để mai tính. Bình thường thì ngoài công việc ra thì thời gian em làm gì? Em đi chơi với bạn bè chị. Chắc cũng nhiều bạn lắm phải không? Đi chơi cũng dữ lắm phải không? Dạ. Thường đi chơi là chơi cái gì? Đi coi phim, ăn uống, cà phê. Em nhậu dữ lắm hay sao mà giọng em khào quá vậy? Em khèn từ nhỏ rồi chị. Mà em uống bia được nhiều không? Chắc cũng 5-6 chai. 5-6 chai là mới coi như xúc miệng nữa đó phải không? Cười này là đúng rồi đó. Bên kia biết nhậu không em? Dạ cũng tạm tạm chị. Như ta nói thường á là những người họa sĩ coi như là đào hoa lắm, quen nhiều người lắm. Đâu có, ế lắm anh ơi. Ế sao ế được? Ế lắm. Nhìn vậy không ế đâu, tôi không tin đâu. Thì anh không tin chuyện của anh. Em có vẽ mẫu chưa? Thường thì em không có vẽ, tại em vẽ không có giống. Ủa sao vậy? Em không biết nữa, em vẽ tại cái thứ em ước mơ mà cái người đó thì không có được như người em ước mơ cho nên thường vẽ nó không có giống. Cái người em ước mơ người sao em? Nói chung là chị hiểu trong cái nghệ thuật là chị không thể làm mà y chang cái sự thật được. Chị phải tôn nó lên. Có nghĩa là thí dụ người ta khoảng chừng 5 thì em vẽ lên tới 8 xong người ta nói không có giống thế người ta chê em vẽ xấu. Là về mặt nghệ thuật thì bao giờ ta phải tôn bên cái đẹp lên. Người đó xấu cỡ nào, xấu như các tường còn vẽ lên đẹp đúng không? Đúng rồi, cỡ các tường cho lên thành tăng thành hà luôn. Anh nói nghe, anh nói chơi người chứ các tường chỉ đẹp lắm á chị. Nhớ nha. Không sao đâu chị ơi. Sự so sánh khập khiễng giữa hai người phụ nữ với nhau nha. Bây giờ mẫu người bạn trai em mong muốn là người như thế nào? Phải cao 1m 71 trở lên. Chị nhỏ. Rồi gì nữa em? Chịu em. Chịu không? Có chịu phụ nữ không? Không, xui. Em dễ chịu lắm chị. Rồi gì nữa? Phải lì. Lì là sao? Thấy em giận là phải lách qua nhà năn nỉ em. Là lì là vậy là lì đó hả? Lì này cũng lạ. Rồi gì nữa? Không hút thuốc chị. Họa sĩ mà không hút thuốc à? Uống bia mà không cho hút thuốc. Không thuốc. Rồi bây giờ em không thích cái gì hả bạn trai của em? Gia trưởng quá chị. Không lôi chuyện cũ ra trách móc. Anh nghĩ bạn bên trai đây là rất là hiện đại, không có chuyện đó đâu. Thôi, em thích mẫu người thế nào? Nữ tính. Không lẽ anh nam tính? Không anh đâu có thấy có cô gái họ cá tính, có cô gái nữ tính, có cô gái nam tính, có rất nhiều. Dịu dàng đúng không? À, dạ, đúng rồi. Còn gì nữa? Nói chuyện sắc xéo lắm này nè. Đâu có. Em biết khuyết điểm của mình là gì không? Em cũng không biết luôn. Cái đó là cái khuyết điểm lớn nhất mà em không biết khuyết điểm của em. Mình phải biết khuyết điểm của mình để mình biến nó thành ưu điểm chứ.
đúng không? Mà không biết khuyết điểm mình, người ta thấy khuyết điểm mình cái mình trách người ta. Nó nhiều quá rồi, khuyết điểm mình nó nhiều quá, mình đâu có dám biết. Nãy giờ em nói câu đó là đúng nhất luôn. Bây giờ chị qua đi coi mặt em nè. Bước qua là chặt liền, chứ không nói năng gì nhiều hết. Dám so sánh tôi với Tăng Thanh Hà hả? Chào chị. Chào em. Giờ chị sao đây, chị dễ thương không? Trời ơi, Tăng Thanh Hà thì gì chị gọi chị là chị thôi. Rất là dễ thương, ăn nói rất là dí dỏm. Nhờ câu khen mà phải nói vậy á. Bởi vì không có biết lấy lòng phụ nữ gì hết. Em chào anh Quyền Linh. Trời đẹp quá nha. Em đúng ra làm người mẫu, làm diễn viên được đó. Đứng lên nhá hàng liền em. Không dạ. Cao thấy cao lắm rồi, ngồi cũng thấy cao. Nhá hàng liền thấy chưa. Thôi làm anh nhục lắm. Rồi bây giờ mình cho hai bạn gặp nhau đi anh ơi. Khi cao hơn Tăng Thanh Hà đó. Cao hơn thôi nha. Rồi và bây giờ là 2 phút để chúng ta gặp gỡ nhau và trò chuyện trực tiếp với nhau. Kéo rèm lên. Sốc lắm nha, bình tĩnh nha. Sốc thiệt chị ơi. Quá sốc luôn. Em chưa nhìn mặt kia ngoài em thấy sốc rồi. Em cảm nhận gì về người đi, đàn ông này? Hơi sợ sợ. Hơi sợ đúng không? Thì... có thể là sợ. Nhưng mà anh thấy rằng không có gì để sợ. Rất là dễ thương. 2 phút dành cho hai bạn. Bắt đầu. Dạ em chào anh. Chào em. Anh có lì không? Anh à. Hơi hơi. Hơi hơi à. Ừ. Anh có phút không anh? Không, anh không có phút. Đừng có nhấn nhá. Nói bằng bằng thôi. Ừ, vậy anh không có phút. Dạ. Anh có hay bị say nắng không anh? Không, anh không có say nắng nha. Anh thấy em sao? Thì em thì dễ thương quá rồi, có sao nữa đâu mà sao. Ông này mà lúc ông nói anh yêu em, ông nói vậy nè. Anh yêu em. Không phải chị, em nói là anh muốn sống bên em trọn đời. Tiếp, còn 1 phút nữa, nhanh lên. Thì có gì muốn nói với em không? Nhìn em cái anh choáng rồi, hết nói nổi rồi. Quen ảnh đi em, đỡ có tiền đi hết ốc. Trời ơi, đã nói rồi mà không có dụng cái đó mà. Vậy thôi mình bất chấp yêu hết với nhau. Không sao, tới luôn em. Này bộ vẽ cũng chịu đèn rồi nè. Thôi chị này chị phải đôn lên chứ. Đôn đó, trời lấy giờ chị đôn quá trời đôn. Đó, phải vậy á. Vô, okay. Vô luôn. Vô anh ha. Ok. Cứ nghe theo đầu. Hai người này làm như xỉn rồi, vô luôn anh nhé. Quen anh. Rồi thôi mệt quá. Hai người cũng khùng ngang nhau á. Lời bệnh hả? Cái ông cứ xoay cái đó qua cho ta nhìn hoài vậy. Trời ơi, chơi chơi cái xoay hàng ngoài. Có 3 tiếng đếm. Rồi, em hãy để tay vào nút đỏ đi, phía sau. Cái nút đỏ là cái nút nào? Đầu phía sau nè. Trời trời. Đó. Đây anh. Rồi, nếu đồng ý hẹn hò chúng ta sẽ bấm nút. Không đồng ý thì không bấm nút. Đồng ý hay không đồng ý chúng ta vẫn đến với vòng quay số may mắn. Một tới 3 phiếu quyết định nha. Qua cái 3 là không còn hiệu lực nữa. 2 3 Chào quá trời. Vậy nó 71. Trời ơi cái gú. Trời ơi nó cần em cởi giày ra. Cởi giày vẫn cao hơn. Thôi đừng có chơi vậy. Đôi ép hàng nhau à. Nói chung là hai bạn rất là dễ thương, vui tính. Chúc hai bạn thật nhiều may mắn trong cuộc sống ha. Chúc mừng hai bạn. Đón xem chương trình Ghép Đôi Thần Tốc được phát sóng vào 22:30 Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7, 22:45 Chủ nhật hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Mét mấy? Em cao 1m52. Khoảng 53 trở lên. Cái này hơn. Này đạt, này đạt. Đạt luôn này đạt. Là không dễ. Không phải, ít nhất thì cũng 65 hoặc là 60-65 thôi. Tại có vì luôn. Lỡ em còn đi guốc nữa thì là bằng. Cho em đi guốc dạ. Bây giờ đàn ông cũng có giày độn mà. Em muốn đàn ông là phải biết cân bằng giữa công việc và tình yêu. Có quan tâm không? Có, giờ nó không nói được rồi. Đúng rồi. Có. Phải có. Dạ. Mời nhà trai. Đàn trai. Mời đàn gái. Trời ơi. À, ngồi đi cưng.
Bây giờ em giới thiệu về mình đi em trai. Đầu tiên là con xin chào họ nhà gái ạ. Chào anh MC Quyền Linh, chào chị MC Hùng Vân. Đây. Và toàn thể quý vị khán giả đang xem chương trình qua phim trường cũng như là màn ảnh nhỏ. Em tên là Nguyễn Kim Thuận, hiện em 27 tuổi và đang công tác tại phòng nhân sự công ty thời trang tại thành phố Hồ Chí Minh. Thì ngoài việc làm ở phòng nhân sự ra thì em có kinh doanh thêm một nhà hàng hải sản ở quận 7. Hiểu luôn á. Mình giới thiệu về bản thân mình đi. Dạ, xin chào chị Hồng Vân, xin chào anh Quyền Linh. Em tên là Nguyễn Huyền Nga, em 25 tuổi. Em đến từ Đà Lạt và hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại Sài Gòn ạ. Công việc hiện tại của em là DJ và em có làm thêm part time là làm bên bất động sản đó chị. Cô, bây giờ Vân, chị muốn hỏi lý do sao em lại tham gia chương trình này. Bởi vì em vừa xinh đẹp, công việc lại rất là tốt. Nếu như là em làm cả hai cái việc như vậy thì cái môi trường nó sẽ rất quen với nhiều người. Thì lý do gì lại tham gia chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò? Em nghĩ là chắc ai cũng nghĩ giống như chị á. Em xinh đẹp nên chắc ai cũng theo đuổi hay gì kia. Cho nên là không ai theo đuổi em hết. Không ai theo đuổi em hết. Thiệt luôn hả? Dạ. Vậy thì sẵn đây mình nói luôn cái điểm mạnh và điểm yếu của mình đi. Điểm mạnh của em là em lâu lâu thì em cũng hơi hài hước và em cũng chăm chỉ nữa. Em cảm thấy em chăm chỉ làm việc, em thích đi làm lắm. Điểm yếu của em thì em bị nhạt. Chứ mình tự nhiên em bị nhạt là sao? Dạ, bạn bè của em á, bạn bè đồng nghiệp á chị. Em hỏi là ê, bà có thấy tôi có gì xấu không ạ? Tôi thấy bà nhạt lắm. Trời ơi, bạn nào mà ác dữ vậy? Em rất là duyên dáng. Em hát ok không? Dạ. Ngoài cái DJ ra em hát hay không? Dạ không chị. Dạ không chị. Ơi, bạn Nam ơi. Dạ, chào chị. Không? Em nói về điểm mạnh, điểm yếu của mình đi. Điểm mạnh của em là em có thể thích đứng được với những môi trường. Có nghĩa là quăng em vô môi trường nào em cũng tồn tại được khá là ổn với môi trường đó. Điểm yếu là rất là ham việc nên đâu đó là nó bị dễ bị stress á. Những lúc mà stress vậy thì em có sở thích là thường là chui những cái shop đồ á. Mặc dù không phải là mua nhưng mà chỉ cần hửi đồ mới thôi là cảm thấy mình refresh lại bản thân. Ồ vậy hả? Em thích cái là ghiền hửi đồ mới. Dạ đúng rồi. Khoái đó, tôi lục đồ tôi khoái ngửi cái mùi lông não á. Dạ. Em có cái nhược điểm gì không hay là cái tính xấu gì không? Tính xấu của em là hiện tại là em cảm nhận em ngủ hơi nhiều. Không, em nên ngủ nhiều. Em nên ngủ nhiều, ăn nhiều chút xíu. Chị ước gì mà chị với em á trộn lại chia đôi ra là chị em mình phọt đẹp luôn. Lý do gì mà một ông chủ trẻ măng và rất là tài giỏi thế này lại đến tham gia chương trình? Em chia sẻ với chị luôn, với anh Quyền Linh là em đã trải qua mối tình được khoảng 6 năm và đã chia tay hơn 1 năm rồi. Lý do em tham gia chương trình này là tại vì em nó ở bên ngoài em đi làm suốt nên không có thời gian để tiếp cận được hay là tiếp xúc với bạn nữ. Cái vấn đề mà em chia tay với bạn gái em là lý do gì? Em quen là sau khi học đại học, mà hai đứa tốt nghiệp đại học thì bạn nữ đó có đi du học ở bên Đức, ngành bác sĩ. Thì du học khoảng 6 tháng thì hai đứa có những cái định hướng khác nhau trong cuộc sống đó chị. Nên là hai đứa cũng vui vẻ để phát triển định hướng riêng của mỗi đứa. Con gái mà làm DJ ấy, em có ngại không? Dạ thật sự em không có ngại gì, thường ngày em cũng nghe nhạc Vina House. Cái hình mẫu lý tưởng mà em đặt ra cho mình là như thế nào? Em không còn tin cái hình mẫu lý tưởng hay cái gu của em nữa. Tại vì cái bạn nữ trước em quen là hoàn toàn khác với những cái gì mà cái gu em đưa ra luôn. Nên là hiện giờ là em chỉ mong là bạn nữ mà sẽ chia sẻ với nhau nhiều hơn về cuộc sống, chia sẻ với nhau nhiều hơn về định hướng. Nhưng mà cái gu trước thì em đặt ra là như thế nào? Là gu trước của em là mình dây tóc dài. Mình dây tóc dài có dạ. Luôn. Dạ. Sao nữa? Dạ cho em nhìn trước được. Không, em chưa được nhìn, ông Linh nhìn trước. Rồi còn gì nữa? Thông minh. Thông minh có luôn. Tư duy. Trời ơi, cô DJ xinh xắn. Em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Em có thể diễn tả cho anh biết được không? Em không có yêu cầu nhiều. Cao hơn em. Em cao mét mấy? Em cao mét 52. Khoảng 53 trở lên. Cái này hơn. Này đạt, này đạt. Đạt luôn này đạt. Là không dễ. Không phải, ít nhất thì cũng 65 hoặc là 60-65 thôi. Tại vì luôn. Lỡ em còn đi guốc nữa thì là bằng. Cho em đi guốc. Dạ. Bây giờ đàn ông cũng có giày độn mà. Chăm chỉ. Chăm chỉ thôi trời, ta làm ông chủ. Tại em không thích bạn trai vô tâm. Bạn trai bên đây nghĩ chắc không vô tâm đâu. Bạn rất là quan tâm đàn khác. Em muốn đàn ông là phải biết cân bằng giữa công việc và tình yêu chứ. Có quan tâm không? Có, nên giờ nó không nói được rồi. Đúng rồi, phải có. Dạ. Em gái đi với ai? Dạ hôm nay em đi với mẹ của em. Cô thấy mẹ, sao cô? Mẹ có ý kiến đi mẹ.
cũng tùy ở các con tìm hiểu với nhau. Giờ thì không biết hợp hay là không. Cho bạn nói đi. À, anh có lãng mạn không ạ? Tùy những trường hợp thì mình sẽ... Bạn em thích một người đàn ông lãng mạn. Từ lúc nhỏ á, bạn em đã coi phim Hàn Quốc rồi, mê lắm. Nên thích đàn ông lãng mạn. Thật sự phim Hàn Quốc mình cũng rất là thích. Dạ, tại vì bạn của em rất là nhạt, không có hiểu để chia sẻ nhiều á, nên bạn cần một người chững chạc, quan tâm và nói nhẹ nhàng. Sợ mà người đàn ông nào nói lớn tiếng. Anh có hút thuốc không ạ? À, có, nhưng mà ít. Bạn của em rất ghét đàn ông hút thuốc. Mà đây hút ít thôi. Coi bên nhà trai đi với ai? Dạ, em đi với mẹ của em. Chào cô. Chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân, chào quý vị khán giả. Mẹ thấy con bé này được đó thần. Con có hai đứa tìm hiểu về tiến tới đi con. Ơi ơi, con coi được tiến tới. Thằng trai nói vài câu với đàn gái đi. Hai người phụ nữ dễ hiểu nhau. Chị cho cháu nó tới tìm hiểu với nhau đi. Tự nhiên em thấy hai đứa nó cũng hợp lắm đó. Thấy con bé dễ thương. Cũng tùy các cháu mà đồng ý thì chị cũng đồng ý. Nếu mà chị nói vậy thì em cũng cảm ơn chị. Hai bà xui ôm nhau một cái coi. Ôm nhau luôn cái nào coi đó. Trời ơi. Rồi bây giờ mình mở rào cho hai trẻ gặp mặt nha. Mở rào. Đây, trước khi đến chương trình thì anh có chuẩn bị một phần quà cho em. Là món bò lúc lắc anh làm ở quán anh. Dạ, em cũng có món quà tặng cho anh. Cảm ơn bạn. Đây là món mà mình rất thích, thích nhất trong cái món ăn mình. Cái món này là cái món mà em nấu ngon nhất anh. Và em nấu ngày nào em nấu cũng được ấy. Dạ. Cảm ơn em. Em thử cái món đó xem là em thấy có bạn nữ á, bạn nấu có vừa miệng mình hay không. Nếu sử dụng không hết chuyển qua đây. Khi đi làm mình có thể dở cơm heo nào nó hâm được luôn á. Mình có thể đi làm dùng cơm trưa được. Thôi mình bước mẹ luôn nha. Đúng ăn rồi. Uống chứ nó rườm rà quá. Mốt đem đồ ăn đưa tôi cắt hết đi rồi chút tính sao. Rồi mình quanh kia mình đút lại cưng. Đi quanh kia đút lại. Ngon quá. Ngon không? Dạ không? Ngon. Ăn đi còn nhiêu chuyển qua đây. Cái món này em nấu ngon lắm. Bạn em ngày nào cũng ăn kêu ngon. Ồ, cảm ơn anh. Dạ. Ngon không? Dạ ngon. Không, thật sự là cái món trứng rồi, cái món mà em rất thích ăn luôn, rất thích ăn. Đi chơi anh cũng rất là thích chứ không có vấn đề với anh cả. Thì anh làm quán hải sản ở nhậu thì cũng đã từng tương tác và cũng đã từng dấn thân trong môi trường đi chơi cũng có rồi. Và những người bạn, những mối quan hệ của anh trong cuộc sống như xã hội thì cũng có những người làm đi chơi. Bạn em chia sẻ là em không thích đàn ông hút thuốc, mà anh kêu là anh hút thuốc đúng không? Anh hút ít thôi, những lúc mà anh làm đêm á. Thì tại vì quán hải sản của anh là mở từ chiều cho đến sáng hôm sau luôn. Nên là anh thức gần như thức coi cái quán. Nên là những lúc mà buồn ngủ tí thì anh có dùng thôi. Không, nhưng mà em thì em không có cấm. Miễn sao đừng hút trước mặt em là được. Không, anh phải rõ ràng cho vấn đề này. Có nghĩa là có hút là có hút, còn không là không. Chứ còn nếu hút sau lưng em thì nó đã là một vấn đề khác rồi. Dạ. Bây giờ nói chuyện hút với lại ăn uống không vậy? Chuyển đề tài tình yêu đi, trời ơi. Em có thể chia sẻ những cái định hướng của em nếu mà hai chúng mình tìm hiểu. Nói chung là vì hồi nhỏ đến giờ thì mẹ em cũng khá là chiều em. Nên là bấy sự việc nội trợ thì em không giỏi lắm nhưng em vẫn biết làm. Nội trợ thì hiện giờ anh đang học nấu ăn, cũng nấu được một số món Việt Nam. Dạ. Cỡ miền Tây cũng nấu được. Dạ, nhưng mà sau này nếu mà có tiến tới xa hơn thì em sẽ cố gắng học. Tại vì em cũng thích làm lắm. Còn công việc của em á, thì tất nhiên là em cũng muốn phát triển nó xa hơn nữa. Em không nói về vấn đề đi chơi nhưng mà công việc của em là làm buổi tối thì anh có suy nghĩ gì không? Không sao. Hiện giờ anh đang làm hai job, anh đang làm nhân sự cho một công ty thời trang vào buổi giờ hành chánh và ban đêm thì anh có kinh doanh thêm quán nhậu hải sản. Vì anh với em có một điểm chung là anh có thể kết hợp những cái buổi nhạc hay những cái đánh DJ trong đêm đó thì anh với em có thể tương tác với nhau được trong vấn đề đó nên không vấn đề gì cả. Em thì em hay ghen lắm, cũng vài lần em chia tay là vì em hay ghen. Ví dụ như em thấy mà bạn trai của em á, mà ví dụ như là có bạn gái, là bạn thân là con gái thì em cũng không thích điều đó luôn. Em hay bị khó chịu á, em mà nhiều lúc em khó chịu mà em tức
em chỉ bị em chỉ im im ở đây, xong rồi tức xong em không muốn nói ra, xong cứ hỏi em là em quọng. Em biết tính đấy tính xấu, em cũng ráng sửa, nhưng mà nếu mà anh có thể chấp nhận hoặc có thể thay đổi được em thì ok. Như vậy thì anh sẽ chia sẻ cái suy nghĩ của anh luôn. Với anh thì anh sống khá là tình cảm trong mối quan hệ về bạn bè cũng như gia đình. Đối với những mối quan hệ bạn bè hay đồng nghiệp thì anh khá là tình cảm, mà những mối quan hệ của anh là nó khá là thân với anh luôn, cả những bạn nữ hay các bạn nam, có thể nói là những người rất thân với anh trong là những bạn nữ. Còn vấn đề ghen thì anh nghĩ thì ghen là chỉ có vậy thôi. Ví dụ anh mà đi lén phán thì đi chách chít thì đó nó đúng thật sự là em ghen là ghen đúng. Hiện giờ anh 27 tuổi thì anh hy vọng là nếu có cơ hội hai đứa mình tìm hiểu thì khoảng 1 năm đến sau 2 năm thì anh sẽ suy nghĩ đến vấn đề đó, là vấn đề cưới. Em cũng tính là cỡ khoảng 3 năm nữa thì cưới. Nhưng mà thì mình tìm hiểu nhau mà thấy hợp quá thì mình cưới luôn cũng được không sao? Ok, cảm ơn. Thôi, bạn nam hát tặng bạn nữ rồi bạn nữ đáp lại đi. Trước khi đến chương trình thì có chuẩn bị một bài hát là bài Làm Vợ Anh Nhé của Chi Dân. Nắm tay người ta để hỏi. Đứng lên em. Đó. Nắm tay hát sẵn hỏi luôn. Ok, em xin phép không? Okay. Bắt đầu ha. Làm vợ anh nhé, anh có một bờ vai đủ rộng, một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em. Làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người che chở, mang đến cho em sự bình yên. Và giờ hai đứa trọn đời yêu anh nhé. Chúng ta để tay vào nút bấm đi. Bây giờ bắt đầu. Rồi nó bấm luôn, nó không cần chờ tôi đếm luôn kìa. 1, 2, 3, có bấm không? 1, 2, 3. Anh nữ không bấm. Tại sao lại không bấm? Không sao, mình cứ nói lên quan điểm của mình. Em chưa có cảm giác. Chúc cho hai em sớm mỗi người tìm được một nửa mảnh ghép của mình. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ nhé. Thương hiệu Duhan dành tặng cho các bạn bộ đèn LED ốp trần, vách và một ổ cắm một tay cao cấp Duhan. Duhan tự hào đèn LED Việt. Nước khoáng Đảnh Thạnh Vicoda tặng bạn sản phẩm nước khoáng kiềm thiên nhiên Vicoda với độ pH tự nhiên 8.5, giúp trung hòa lượng axit dư thừa, rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt về tiêu hóa. Đây là một món quà tặng riêng cho bạn nữ, bộ son môi Yurika của Nhật Bản với thương hiệu thép Vinakyo tặng riêng cho bạn. Yurika là dòng son lì làm từ sáp ong, chứa nhiều dưỡng chất mềm mịn, không chứa chì, không gây khô môi, bền màu và lên màu chuẩn.